À, đây là một cái điểm mà cách đây mấy năm khi dừng thuyền để tổ chức một đêm văn nghệ. Sau khi ánh sáng, âm thanh, nhạc cụ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì bắt đầu mưa và chúng tôi phải di tản vào nhà dân. Đêm đó là thất bại giữa chương trình văn nghệ của đoàn và cái dân làng của làng Lê Bình, cái trại phía Bắc. Còn lại đi.
chừng cậu ơi. Thương cha nhớ mẹ thì về, nhược bằng thương cảnh nhớ quê thì đừng. Đây là khu vực mà tối hôm nay đoàn sẽ lưu lại. Đây là bến Trà Linh. Và vừa rồi đoàn đã đi qua phía dãy núi này. Đây là Vinh Bà, Trà Linh. Đoàn chuẩn bị ghé thăm chùa Vinh Bà Trà Linh. Nhà thơ Linh Dũng, nhà thơ Phạm Minh Thông là đang mặc áo dài dân tộc để chuẩn bị làm lễ. Và cả đoàn sẽ đi lên thăm Vinh Bà. Đây là chiếc thuyền đua của xã Trà Linh, Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức. Đang lưu giữ tại Vinh Bà Trà Linh. Bộ vũ hoa nó rầu mà. Sao rồi? Đây là bến sông nơi đoàn dừng lại. Bến Trà Linh. Mọi người đang ngồi trên thuyền, có người thì đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Đây là đoàn thuyền của đoàn văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam Đà Nẵng ở bến Trà Linh. Bộ phận hậu cần đang chuẩn bị bữa tối cho cả đoàn trên một cái bãi cát ở bến Trà Linh. Và bên cạnh chỗ cái bộ phận hậu đài chuẩn bị bữa tối thì cái bộ phận của thanh niên cũng như nhân dân của Trà Linh đã chuẩn bị đem nhạc cụ đến nè. Và đang chuẩn bị sân khấu. Sân khấu làm bằng những cây tre của địa phương và cũng chưa kịp dăng màn. Thưa Nguyễn Bá Thâm ơi, quay lại đây nè. Đó. Nhìn lại đây nè, nhìn lại đây nè. Để thấy là anh đang chủ xì nướng bắp. Đó, oh, cái bắp rất ngon. Đó. Chạy xuống tắm. Em xuống bắp tắm này, cũng đang được nướng tại chỗ trên sân bãi luôn. Đây là nhà thơ nhà văn Đỗ Bá Thâm, Nguyễn Bá Thâm. Nhà thơ Phụng Lam. Sân khấu cũng bắt đầu là có tín hiệu âm thanh trước, đang chờ có tín hiệu ánh sáng. Đây là sân khấu cho đêm giao lưu tối hôm nay.
Đây là các cháu nhỏ của xã Trà Linh đang chuẩn bị đến sân bãi để tối nay xem văn nghệ. Hoàng Thắng, đây là sáng đèn pin của nhân dân từ cấp đằng xa đang đi về tiếng Hát Việt cho về phụ trách cái đúc đấy. Còn về cái thông, còn cái thông xà nu đó của nhà. Quá chừng bảo ơi, tôi quỳ lại đất trời, bóng sông bóng núi chứng lời, trăng treo đôi bờ vách đá treo leo, dòng sông chảy giữa gieo neo con đò, buông sào cá quẩy câu hò, mặc ai cà rịch tôi chờ cà tan, vui chiên tí sẽ mơ màng, lão chài say ánh trăng vàng ngủ quên đò ơi. Chìm nổi lên đến tôi ơi, rong rủi bồng bềnh phiêu du lững lờ, nghe tiếng ai ru ngó lên hòn kẽm chiều thu một mình. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đồng bào và các bạn, cùng đông đảo anh em văn nghệ sĩ, tôi trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, nhà thơ Hơ Mang, nhà thơ Phạm Minh Thông, nhà thơ Trương Đình Năng, nhà thơ Phụng Lam, nhà thơ Vạn Lộc, nhà thơ La Trung và nhiều anh em văn nghệ sĩ khác đã về dự với tất cả chúng ta. Đề nghị chúng ta chào ba con. Xin cảm ơn. Mở đầu chương trình, chúng tôi trân trọng mời nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa lên giao lưu với tất cả bà con chúng ta. Đề nghị bà con chúng ta cho nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa một tràng pháo tay thật lớn. Trong thu buồn gặp lại em, đưa con thuyền tôi đi, vẫn nụ cười thời gian không xóa đổi tình yêu em con sông giữa màu xanh. Sốt là cờ tre xanh đồng lúa, là tiếng ca nở đẹp dòng sông. Các anh chị bước ra đây, bước ra sáng đây để mọi người đều được qua đây đây. Đây đây đây. Đây lấy tiếp cả đây. Đây mời các anh chị nào có danh sách có tên chúng ta lên trên này. Rồi ba không đi được thì con gái nhận thế. Anh Trương Đình đây em lên đây. Đây các em hai em lên đây. Anh Trần Văn Thắng lên kiểm tra thì còn sót ai không ạ? Rồi các bác nào có mặt ở trên sân khấu này chúng ta đều tặng hết. Anh Trần Văn Thắng lên kiểm tra thì còn sót bác nào không đi được không? Đúng ra chúng tôi để làm cuối chương trình, nhưng mà anh xin gửi lời chia sẻ với các bác các anh các chị, chúc sức khỏe của đây là một cái điểm mà cách đây mấy năm khi dừng thuyền để tổ chức một đêm văn nghệ, sau khi ánh sáng âm thanh nhạc cụ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì bắt đầu mưa và chúng tôi phải di tản vào nhà dân. Đêm đó là thất bại giữa chương trình văn nghệ của đoàn và cái